Hôm nay buổi mấy thầy Phụng ơi? Dạ hôm nay buổi thứ năm cô Đức ơi. Dạ. Dạ. Dạ a à, dạ cô Đức ơi, hôm nay có phải đúng 8 giờ ra không con? À, dạ chắc có đó thầy. Dạ. Để có gì mà Đức Đức nhắn lại, nếu như mà Đức vô được bên kia thì thầy không cần ra sớm ha. Để có gì khoảng 10 phút cuối đó, Đức nhắn lại. Dạ. Rồi rồi rồi, cảm ơn cô Dạ. Đức nha. Dạ rồi. À, dạ các bạn ạ. Dạ. Thôi mình vô học nha các bạn ơi. Bây giờ thầy xin phép là chia sẻ màn hình của thầy ha. Rồi chờ tí xíu rồi các bạn, cho thầy tí nha em. Alo, alo. Thôi các bạn chờ chút, có một số bạn chưa có link, thầy mới gửi link rồi để cho mọi người vô đã nha các bạn. Chắc là các bạn không biết xem tin game á, mình chờ tí xíu nữa ha. Rồi màn hình xe của thầy các bạn đã thấy chưa? Rồi cuộc đua đang đây là mình mới khởi tạo cuộc đua thôi ha, chưa làm gì hết nha. Rồi mình bắt đầu học thôi nha các bạn ơi, đã tới giờ học rồi, các bạn sẵn sàng hết chưa? Hiện nay thầy thấy là đã có được 51 bạn vô dung rồi. À rồi, ok rồi ha, cảm ơn các bạn. Chào bạn Đặng Ngọc Tuấn Thanh nha, chào các bạn nha. Bây giờ các bạn có thể, hôm trước các bạn đã tạo một cái game Endymion Ray. Endymion Ray là tức là cuộc đua của các con vật rồi ha. À, các bạn đã tạo được tới đây giống như trên thầy chưa? Các bạn hay là các bạn bị mất bài rồi, các bạn có tạo được giống thầy chưa? Các bạn nếu được rồi thì các bạn mở ra, các bạn bấm số 1 cho thầy ha. Còn nếu chưa được thì các bạn bấm giùm thầy số 0 để thầy biết nha. Các bạn anh Quân số 0, có một số bạn số 0 hả? Rồi. Số 1. Có mấy bạn số 0, có mấy bạn bị mất bài. Mất bài là số 0. Rồi thôi. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ dành 5 phút nha. Các bạn chưa biết làm nhanh giúp thầy nha. Thầy trong 5 phút thầy làm cái bài cũ lại ha. Rồi các bạn đã làm được rồi thì chờ thầy tí xíu nha. Rồi các bạn chờ thầy 5 phút ha. Thầy làm lại bài cũ và bài mới nha. Thôi các bạn đừng chat nữa, thầy nắm được tình hình rồi. Có một số bạn mất bài cho nên thầy phải hỗ trợ thôi ha. Rồi. Thầy sẽ tạo dự án mới và thầy vừa làm, các bạn tranh thủ làm nhanh giúp thầy nha, thầy làm rất là nhanh ha. Rồi đây là sẽ thầy sẽ dạy, hôm nay là mình sẽ làm một cái game, đó là về cuộc đua giữa hai bạn với nhau, đó là bạn chó bạn chơi hoặc là hai bạn nào đó cũng được hết nha các bạn. Mình tạo một cuộc đua giữa hai bạn và một bạn cho bơi đua dưới đất, một bạn cho đua trên trời đi ha. Trước tiên thì các bạn, thầy sẽ cho bạn mèo này làm bạn mèo này làm trọng tài ha. Thầy thu nhỏ bạn mèo xuống chút, các bạn vô kích thước này, các bạn cho bạn mèo khoảng 70% thôi nha. Rồi
Rồi các bạn làm được chưa? À, tiếp theo thầy cho các bạn mèo, thầy cho thêm hai bạn nhân vật của cuộc đua và sân khấu đường đua vô ha. Thầy bấm vô mặt mèo này ha, cái dấu cộng này thầy chọn bạn chó và bạn dơi, bạn chó và bạn dơi. Rồi bạn dơi đây rồi. Rồi bạn dơi sẽ đua ở trên đây ha, bạn dơi. Rồi bạn thầy đua sẽ cho bạn chó, bạn chó. Rồi bạn chó đây ha, thầy lấy cái đó hai, bạn chó đó hai đây ha. Và thầy coi kích thước hai bạn có còn nhau không ha. Bạn dơi lớn hơn bạn chó tí xíu cho nên thầy sẽ giảm kích thước bạn dơi xuống. Thầy giảm kích thước bạn chó xuống chút luôn ha. Bạn chó này cho thầy cho khoảng 80% thôi ha. À, bạn dơi. Rồi bạn chó này cho thầy cho khoảng 90% ha. Để chứ vậy. À, dạ, thầy cho bấm nhầm bạn dơi 80. Rồi bạn chó thầy cho lên 90% nha. Rồi, bây giờ thầy canh kích thước của hai bạn đó đó tương đối bằng nhau rồi đúng không các bạn? Để chi vậy? Để mình đua được đảm bảo công bằng ha. Thầy cho bạn dơi ở trên bay, một bạn bay trên trời, một bạn chạy dưới đất. Rồi, thầy cho một sân khấu. À, bạn các bạn có thể thay nhân vật khác ha, cho trọng tài khác, cho chó dơi, cho hai bạn đua khác cũng được nha. Rồi, Linh Phúc Nguyên làm rồi, ok ha. Rồi, thầy cho một sân khấu vô ha. Thầy cho một cái sân khấu, sân đua vô nha. Thầy chọn cái Blue Sky đây nha, đó. Bạn chó sẽ bơi chạy dưới đất ha, bạn mèo ở trên trời. Ngoài ra tiếp tục thầy thêm một cái nhân vật nữa đó là đích đến nha các bạn. Thầy thêm một nhân vật nữa là đích đến. Rồi thầy bấm vô đây ha. Rồi thầy chọn một cái đích đến nào đó là cái lại thôi, không cần chọn bong bóng. Hôm trước thầy chọn bong bóng phải không, bây giờ thầy chọn đích đến là một tòa nhà đi, một cái building ha. Rồi cái tòa nhà này thầy dựng ở đây là cái này là bạn chó sẽ chạy được, nhưng mà bạn dơi thì không đụng được đúng không các bạn, không tới đích được. Cho nên thầy sẽ vô trong phòng trang phục ha. Thầy sẽ vô trong phòng trang phục. Ôi thôi cái này khó với các bạn quá, thầy quay cái đường là thầy chọn một cái đích đến khác đi cho dễ nha. Thầy quay cái, thầy chọn nhân vật là cái đường line đỏ nha các bạn, để cho dễ cho các bạn ha. Và thầy quay dựng đứng lên. Rồi các bạn có nhân vật này là đích đến nha, nhưng mà nó đang nằm ngang vậy ha. Thầy dựng nó đứng nó lên, thầy xoay chuyển, thầy hướng di chuyển cho cái line này là các bạn bấm vô hướng di chuyển, các bạn chọn về 0 độ giúp thầy ha. Rồi đó, các bạn chọn về 0 độ. Rồi cái đường line này các bạn có rồi, các bạn kéo vô đây ha. Đó, như vậy mình đã có đích đến rồi nè, có hai đối thủ rồi đúng không, và có trọng tài rồi. Ok, bấm kiểu gì để nó hiện lại hôm trước đã lưu? À, con bấm vô cái phần là cái hộp thư, cái giống như cái thư mục của con, cái biểu tượng giống như thư mục ở trên Scratch. Cái biểu tượng đây thầy đang chỉ con chuột ở trên màn hình này, con bấm vô cái biểu tượng này nó sẽ mở cái bài hôm trước đã lưu nha. Rồi, chưa, ok chưa các bạn? Rồi, thầy làm tiếp nha. Thầy bây giờ là thầy sẽ cho trọng tài. Các bạn làm kim không vậy? Các bạn tranh thủ làm lẹ giúp thầy nha. Hai đối thủ ha, một trọng tài và một con mèo. Rồi, thầy chụp hình thầy đưa lên để cho các bạn làm ha. Thầy chụp hình thầy đưa lên nhóm nha. Hai đối thủ, một trọng tài, một con mèo. Sẽ đợi cho thầy tí xíu. Để các bạn có thể làm chậm chậm làm theo được ha. Rồi, thầy bảo lên nhóm Zalo nha. Rồi, xong rồi thầy làm tiếp đây. Bây giờ các bạn bấm vô bạn mèo và mình lập trình cho bạn mèo nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn mèo sẽ làm trọng tài. Mới vô thì các bạn cho bạn mèo làm cái gì đây? Mới vô thì các bạn kéo cho thầy cái lá cờ ha, cũng kéo lá cờ này nha. Rồi, các bạn kéo lá cờ. Rồi, xong rồi các bạn làm gì nữa? Các bạn cho con mèo, bạn mèo này nói chuyện ha, xin chào với các bạn ha. Cho bạn mèo nói là xin chào, tôi trọng tài mèo, xin chào các bạn, hoặc là xin chào, tôi là trọng tài mèo ha. Rồi, ok nha các bạn. Đó, trọng tài mèo mới vô xin chào câu ha.
Rồi xong rồi trọng tài mèo làm gì nữa? Trọng tài mèo bắt đầu đếm nha. Rồi bây giờ trọng tài bắt đầu đếm ha, đếm để cho 1, 2, 3, để cho gì? Để cho hai đối thủ xuất phát ha. Bây giờ thầy mới dạy các bạn chi tiết hơn tí xíu. Thì thầy cho trọng tài mèo đếm bằng cách nào? Đó là thầy cho trọng tài mèo nói à, nói 1 trong 1 giây ha, trong 1 giây ha, đếm 1 trong 1 giây thôi chứ không phải 2 giây đâu nha các bạn. Đếm 1 trong 1 giây, các bạn kéo câu lệnh này vô các bạn sửa giúp thầy. Rồi nói 2 trong 1 giây. Rồi nói 3 trong 1 giây. Rồi. Rồi. Ok ha. Rồi xong rồi tiếp tục là mình nói cái gì? Mình nói xuất phát. Rồi mình hô xuất phát để cho gì? Hai đối thủ chạy. Đó. Rồi. Tới đây là chương trình cơ bản rồi ha. Có cái biến đến nữa nhưng mà từ từ thầy dạy sau, thầy chuyển qua tí xíu. Thầy sẽ bổ sung cho các bạn sau nha. Rồi, thì bây giờ bạn trọng tài mèo là hô 1, 2, 3, xuất phát ra. Các bạn tranh thủ làm nha, các bạn tranh thủ làm để thầy cho bấm cho các bạn chạy thử ha. Trọng tài mèo hô này nha. Đó. Rồi, xuất phát. Tới lúc này thì chó và dơi đã xuất phát chưa các bạn? Chó và dơi vẫn chưa xuất phát ha, chỉ bạn mèo nói thôi. Nhưng mà bạn mèo nói, nhưng mà gì? Hai bạn kia chưa có nghe được đâu ha. Và ở trong sự rác của mình cũng như trong cuộc sống của mình ha, để thầy nói thì truyền âm thanh đi thì âm thanh tới tai các bạn, các bạn mới nhận được âm thanh đúng không các bạn? Các bạn nhận được âm thanh rồi thì mới nghe được đúng không? Cho nên là bạn mèo ở trong sự rác đây, bạn mèo nói nhưng mà bạn mèo cũng phải phát một cái tin nữa, thì là bạn mèo cũng phải phát một cái tin nữa thì mọi các bạn đối thủ khác mới nghe được. Sorry các bạn, thầy đóng cái cửa cái hơi ồn nha các bạn. Rồi thầy đây, các bạn làm tới đây được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu bạn mèo ha. Bây giờ bạn mèo hô xuất phát nhưng mà thật ra là bạn chó, bạn dơi chưa nghe đâu nhiên. Bạn mèo phải làm một thao tác nữa, đó là bạn mèo phải phát một cái tin. Giống như thầy nói là thầy phát một cái tin cho các bạn nghe ha. Bạn mèo phát một cái tin nữa. Rồi đây, bạn mèo phát một cái tin là để cho các bạn nghe. Các bạn bấm vô cho thầy vô trong sự kiện nha. Rồi các bạn bấm vô trong sự kiện. Ha. Rồi các bạn chọn cho thầy câu lệnh đó là phát tin. Câu lệnh phát tin nha các bạn. Đây câu lệnh này, các bạn nối vô đây à, giống như là bạn mèo gửi đi một thông tin đó, gửi đi một thông điệp để cho mọi người khác nghe à. Rồi bạn mèo phát tin gì đây? Đó là bạn mèo phát cái tin. Bạn mèo phát một cái tin rồi, các bạn bấm vô đây cho thầy ha. Các bạn thấy cái chỗ bên cạnh cái chữ tin nhắn 1 đó, các bạn thấy bên cạnh chữ tin nhắn 1 ha, có một cái tam giác màu trắng trắng. Các bạn bấm vô giúp cho thầy ha, và các bạn chọn cho thầy thông báo mới. Rồi, bấm vô cho thầy chọn thông báo mới. Và các bạn, đây là bạn mèo hô xuất phát ha, cho nên thầy cũng đặt tên, các bạn thấy cái bảng tên thông báo đặt lên đúng không? Rồi, các bạn đặt tên cho thầy đó là xuất phát vô ha. Đó. Rồi, đặt tên vô cái thông báo mới này là xuất phát nha các bạn. Rồi, đó, bạn mèo sẽ hô xuất phát ha, các bạn điền chữ xuất phát vô đó xong rồi các bạn bấm ok giúp cho thầy ha. Rồi, các bạn bấm ok xong rồi à, đó là bạn mèo, nhiệm vụ của bạn mèo xong rồi đó ha, bạn mèo hô xuất phát, phát cái tin xuất phát nha. Rồi. Các bạn làm kịp không vậy các bạn? Sao Tony Nguyễn sao coi? Cái bạn Hoàng Đức Trí, cái màu đỏ đâu con? Cái màu đỏ, à cái đường like màu đỏ hả con? Con vô con chọn nhân vật like nha. Đây đây thầy làm lại ha. Con vô con chọn nhân vật like, bấm vô chọn nhân vật có tên là like ha, cái đường màu đỏ ha. Rồi chọn nhân vật có tên là like này nha. Rồi đây cái đường like này sẽ hiện ra ha con ha. Rồi con bấm vô cái chỗ cái ô hướng di chuyển, con chuột thầy đang chỉ này. Rồi con chuột thầy đang chỉ đây nha. Con chọn hướng di chuyển là 0 độ, con xoay về 0 độ để cho cái đường like này nó thẳng đứng lên.
Đó, con thấy chưa? Được được rồi, rồi ha các bạn nha, thầy làm hơi nhanh chút xíu. Sorry các bạn. Rồi. Rồi xong rồi ha. Rồi bây giờ thầy xóa nó đi nha các bạn. Rồi thầy xóa cái đường line này đi nha. Đó các bạn thấy rồi ha. Rồi bây giờ thầy quay lại bạn mèo ha. Bạn mèo là phát tin xuất phát xong rồi là bạn mèo đứng chơi thôi cho hai bạn khi chạy. Rồi. Rồi xong chưa các bạn ơi, xong phần bạn mèo rồi ha. Bây giờ thì tới chuyện của bạn chó và bạn dơi, ai đua nhanh hơn ha. Bạn chó và bạn dơi bây giờ thầy alo sao các bạn đâu cần ý kiến gì hả? Đúng. Mà à các bạn xuất phát kiểu gì rồi các bạn bấm vô cho thầy trong cái tam giác trắng trắng này này ha, cái phát tin đó, phát tin xuất phát là con vô trong event, trong vô trong sự kiện nha, bấm vô trong sự kiện này con, rồi có cái phát tin xuất phát này ha. Còn nếu trong tiếng Anh của con đó là cái chữ broadcast next step ha, next step một ha. Rồi. Xong rồi là bị con vô vô trong cái tam giác trắng trắng này nha, vô trong tam giác trắng trắng này và chọn thông báo mới, bấm vô thông báo mới rồi gõ chữ xuất phát vô ha. Rồi, ok ha. bị Rồi. nhá, con sáng liên tục hả? Ô các bạn. Này sáng liên tục Thì sao? Tại Các vì bạn sao được học? bật mic vậy con ơi, Bạn bạn tầm xin bạn tầm đại phong nha. Rồi. Rồi ok ha các bạn, còn bạn nào nữa? Tạo xuất phát kiểu gì cho em họ nói. À rồi Tony ơi, tí xíu rồi con thầy cũng dập sau cho con nha. Còn bây giờ tạo xuất phát là phát cái tin thôi con. Nói trong một làm sao, a là con kéo con vô trong hiển thị ha, các bạn vô trong hiển thị. Ôi chắc là thầy phải giảm tốc độ rồi. À, các bạn vào trong hiển thị nha, các bạn kéo cái nói xin chào 2 giây này ha, rồi cái chỗ chữ xin chào đây con điền số 1 vô chỗ 2 giây đây con điền số 1 vô là xong rồi, được chưa con? Thôi thôi thầy phải chờ lại rồi, thầy phải giảm tốc độ rồi. Sorry các bạn đã làm xong nha, các bạn chờ chút nha. Rồi con vô học đi Trịnh Hồng Huy ơi. Rồi Minh Triết được rồi hai con ha. Còn bạn Tony Nguyễn thì vẫn chưa hiểu ý Tony Nguyễn lắm nha. Tạo cái xuất phát. Rồi thôi cái gì tính sau đi. Sorry con nha Tony Nguyễn. À được rồi ha Tony Nguyễn rồi ok con. Rồi bây giờ thầy đi tiếp ha. Thầy đi tiếp nha, bây giờ là bắt đầu là tới phiên bạn chó và bạn tới phiên bạn chó và bạn dơi xuất phát. Ủa sao bị stop xe rồi, các bạn chờ chút xíu thầy xe lại nha em. Rồi, sorry các bạn là thầy đang ở khu vực nó hơi ồn. À, thầy chưa kịp chạy về nhà luôn, thầy online thầy dạy các bạn luôn cho nên là chỗ thầy đang ở đứng này nó hơi ồn em. Rồi bây giờ tiếp bắt đầu các bạn bấm vô cho thầy bạn dơi, à các bạn bấm vô cho thầy bạn dơi giúp thầy với nhé, bấm vô bạn dơi. Rồi à, bạn dơi thì là bây giờ công việc của bạn dơi đó là gì, bước vào đúng không, trong một đối thủ trong một cuộc đua thì trước khi là mình phải chuẩn bị bước vào vị trí hai các bạn ha. Các bạn bấm vô bàn dơi rồi các bạn chuẩn bị cho bàn dơi bằng cách nào, đó là các bạn cho bàn dơi khi bấm vô lá cờ ha, các bạn dơi tiến vào vị trí xuất phát. Rồi bàn dơi tiến vào vị trí xuất phát bằng cách nào, đó là các bạn vô trong ô chuyển động, các bạn vô trong ô chuyển động, các bạn kéo cho thầy cái lệnh, à các bạn thấy cho thầy kéo cho thầy cái bạn cái lời khối lệnh đó là đi tới điểm XY, đây 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 các bạn kéo cho thầy khối lệnh này.
Rồi chưa các bạn ơi? Đây đây nha, các bạn nhớ là bấm vô bàn chơi rồi kéo cho thầy hai khối lệnh này. Đó là bàn chơi đi tới cái vị trí xuất phát đó ha. Được, được rồi phải không các bạn ơi? À, các bạn làm cho bạn chơi tới đây chưa? Đây đây là bạn chơi mới đầu tiên vô cuộc đua ha. Bạn chơi tới vị trí xuất phát. Rồi tương tự là bạn chó cũng sẽ tới vị trí xuất phát nha các bạn. Sao tôi đi Nguyễn ơi? Sao con ơi? Cái màu vàng cái gì thầy cũng không hiểu được ý của Tony. Rồi. À đây các bạn bấm vô rồi thầy làm lại phần bạn chơi cho các bạn ha. Thầy xóa đi ha, các bạn bấm vô cho thầy bạn chơi đi, bấm vô cho thầy bạn chơi đi. Cái thầy điền xuất phát là con bấm vô chỗ cái phát tim nha con đi Nguyễn. Bấm vô chỗ cái phát tim cái tam giác trắng trắng đó, con bấm vô là con thấy chữ xuất phát rồi con gõ vô cái thông báo mới ha. Con chọn thông báo mới xong rồi con chọn chữ xuất phát vô nha con. Rồi ok ha con ơi. À cái chỗ xuất phát rồi thầy làm lại cho bạn Tony Nguyễn nha, các bạn khác chờ chút nha. Các bạn vô trong mèo các bạn thấy cái xuất phát này đúng không Tony Nguyễn? Con bấm vô cái tam giác trắng trắng này nha Tony Nguyễn ơi, bấm vô tam giác trắng trắng ha. Rồi bấm vô thông báo mới, bấm vô thông báo mới. Rồi con điền cái chữ xuất phát vô cho thầy là được nha. Con gõ chữ xuất phát vô ha. Đó, rồi ok ha. Rồi bây giờ thầy qua bạn chơi nha. À. Thầy qua bạn chơi đây các bạn ơi, thầy qua bạn chơi thì thầy sẽ đưa bạn chơi vào vị trí xuất phát. Bạn Khánh Nguyễn ơi, bạn Khánh Nguyễn sao con có gì không con? Rồi Khánh Nguyễn chat đi con. Ý của Tony Nguyễn thầy vẫn chưa hiểu nha con. Thôi cái gì để thầy hướng dẫn sau nha Tony Nguyễn. Ừ. Rồi thôi thầy đi tiếp đây. Sorry các bạn nha. Sorry các bạn. À, bây giờ là bạn chơi ha. Bạn chơi sẽ đưa cho vô vị trí xuất phát bằng cách là khi khởi tạo động hơn khi chương trình bắt đầu. Các bạn cho bạn chơi tới vị trí xuất phát bằng cách là các bạn bấm vô cái là với lệnh là đi tới điểm X y ha, X của thầy là 173, y là 118 nha các bạn. Rồi thầy thêm chú thích vô cho tôi các bạn ha, thêm chú thích vô cho các bạn đó là dời đến điểm xuất phát. Rồi hen, rồi các bạn chú ý nha, rồi thầy chụp cái hình lại cho các bạn luôn. Rồi. Rồi, dời đến điểm xuất phát ha. Dời đến điểm xuất phát xong rồi mình làm cái gì các bạn? Dời đến điểm xuất phát xong rồi thì là mình sẽ khi mà bắt đầu là dời nghe được ha. Dời nghe được thông tin từ bạn bè đó là xuất phát là dời bắt đầu chạy đúng không các bạn? Rồi, dời nghe được thông tin của bạn bè bằng cách nào? Đó là các bạn bấm vô trong cho thầy trong sự kiện ha, trong ô sự kiện. Rồi các bạn bấm vô trong ô sự kiện và các bạn kéo cho thầy cái khối lệnh đó là khi nhận tin xuất phát. Rồi các bạn kéo vô đây. Rồi. Rồi thầy thêm chú thích chưa cho thầy ha. Đó, dơi nhận được tin xuất phát từ mèo nha các bạn. Mèo mà thầy ghi mèo hả? Rồi. Đó, rồi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn ạ. À.
À, sao bật ghi chú hả? Các bạn nhấn chuông phải ha, các bạn nhấn chuông phải, các bạn chọn thêm ghi chú hoặc là xóa ghi chú ha. Rồi bây giờ rơi nhận được thêm xuất điểm xuất phát rồi đúng không? Rồi bây giờ mình làm cái gì đây? Mình cho rơi chạy ha các bạn ha, cho rơi chạy, cho rơi xuất phát chạy ha. Thì bây giờ bạn rơi sẽ, thầy quy định bạn rơi sẽ là mình nhấn phím Z nha các bạn, nhấn phím Z ha, mình làm đơn giản thôi ha, nhấn phím Z là giờ bắt đầu chạy ha. Cho nên là thầy sẽ làm một cái điều kiện, đó là nếu bạn chơi, nếu mà phím Z tính nhấn thì là bạn chơi sẽ chạy. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này, các bạn sẽ có cái khái niệm gọi là cảm biến nha các bạn. À, cảm biến các bạn khi phím nào được nhấn. À, các bạn hình dung cái khi một cái phím được nhấn trên bàn phím ha, cũng giống như một cơ quan cảm giác của mình ha, đó là khi mình chạm vô da tay, tức là khi đụng vô tay đúng không các bạn, và khi chạm vô má khi bị đánh chẳng hạn ha. À, đó là khi phím trắng, khi một phím nào được nhấn, và các bạn chọn cho thầy chỗ đây đó là phím gì. Khi phím Z ha, mình sẽ chơi, bạn chó mình sẽ nhấn nút M và bạn chơi phím Z nha các bạn. Rồi khi bạn chó là và bạn dơi đây, mình chọn phím Z. Rồi các bạn chọn cho thầy phim giết đây ha. Rồi. Rồi các bạn chọn cho thầy cái khối lệnh, đó là khi phím giết được bấm, thầy phóng lớn lên tí xíu cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi khi phím giết được nhấn, các bạn kéo cho thầy tiếp. Phím giết này là nằm trong một cái sự kiện, một cái điều kiện ha, nếu ha, nếu phím giết được bấm, cho nên các bạn vô trong điều khiển, các bạn vô trong điều khiển, các bạn kéo cho thầy cái ô nếu này đó, các bạn bỏ vô đây cho thầy. Rồi nếu phím Z được nhấn, nhưng mà phím Z được nhấn này, nếu này nó chỉ một lần thôi. Rồi các bạn, cảm ơn bạn Trần Hoàng Tuấn đã hỗ trợ thầy nha, cảm ơn Trần Hoàng Tuấn nha. Rồi ở đây là nếu phím Z được nhấn thì mình làm gì đây các bạn, mình sẽ cho dơi chạy tới ha. Thì các bạn vô trong chuyển động này, các bạn bấm cho thầy cái nút chuyển động, di chuyển 10 bước ha. Đó rồi thầy làm đơn giản ra nhiên. Rồi tiếp theo các bạn thêm cho thầy một các bạn thêm cho thầy một cái vòng lòng nữa, các bạn đưa vô đây là nhiệm vụ đơn giản của mình, cơ bản là xong rồi ha. Các bạn kéo cho thầy cái liên tục này này đó, cái lặp lại liên tục, và các bạn đưa cái nếu vô đây. À đó, đây là gì, tức là các bạn sẽ kiểm tra liên tục luôn, bạn chơi kiểm tra liên tục luôn, cứ phím Z được nhấn thì bạn chơi sẽ chạy tới, cứ phím Z được nhấn thì bạn chơi sẽ chạy tới ha. Rồi thầy copy chương trình cho bạn chơi, cho thầy gửi lên nhóm cho các bạn nha. Cái phần chú thích không quan trọng nha các bạn, phần chú thích để cho các bạn hiểu nha. Rồi bạn chơi đua ha. Đó. Phím trắng là phím space đúng rồi nha con. Rồi đúng rồi, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình bấm phím Z được bấm ha, là bạn chơi di chuyển. Rồi bây giờ thầy thử chương trình với bạn chơi nha. Đầu tiên vô thì cho bạn dơi đi lông bông đâu đó ha, từ từ à, sorry các bạn, đầu tiên cho bạn dơi đi lông bông đâu đó, bạn chó đi lông bông đâu đó nha. Đó các bạn thấy chưa. Rồi khi thầy bấm vô lúc bắt đầu, các bạn chú ý nè, thì bạn dơi sẽ chạy về vị trí xuất phát, còn bạn chó là mình chưa biết cái gì hết nha, chưa biết gì hết, cho nên bạn chó vẫn đứng yên rồi ha. Đây khi Tao thầy bấm, màu. rồi các bạn chú ý nha, bây giờ thầy bấm play thử cho các bạn coi ha. Đó mèo xuất phát ha, 1 2 3 là bạn chơi chạy về vị trí xuất phát. Khi thầy bấm này các bạn chú ý là bạn chơi chạy về vị trí xuất phát, còn bạn chơi chó một ly lông bông đúng không. Bây giờ thầy bấm bạn phím Z là bạn chơi xuất phát, bạn chơi đua này đó, bạn chơi đua đó ha. Rồi thầy bấm lại xuất phát lại, bạn chơi chạy về vị trí xuất phát nè, là bạn chơi đua nè. Ai à, chưa chưa đua được ha, phải mèo kêu xuất phát xong rồi bạn chơi mới đua được, các bạn thấy chưa. Đó đó đó, rồi ok, các bạn đã hình dung được hoạt động của bạn chơi rồi đúng không các bạn. Rồi ha, bây giờ thì tương tự các bạn viết lệnh cho bạn chó cho thầy ha. Bây giờ thầy để lệnh bạn chơi đây nha. Đó bây giờ các bạn viết
chương trình cho bạn chó giúp cho thầy đi. Các bạn có 5 phút để viết nha các bạn. Các bạn làm đi. Các bạn viết chương trình cho bạn chó giúp thầy đi ha. Bạn chó cũng đến điểm xuất phát. Và khi nhận được thông tin xuất phát thì bạn chó sẽ gì? Sẽ chạy ha. Và các bạn chú ý cho thầy là bạn chó là phím M nha các bạn. Bạn chó là phím M nha. Rồi Bảo Sơn còn hỏi gì con nhắn tin luôn đi nha Bảo Sơn ơi. Con nhắn tin cho mọi người luôn để các bạn trả lời giúp thầy luôn nha Bảo Sơn. Rồi các bạn làm được cho bạn chó chưa? Các bạn chú ý làm cho bạn chó cái vị trí xuất phát của bạn chó nó không có giống bạn dơi nha các bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ viết chương trình cho bạn chó ha. Thầy sẽ làm nhanh nhanh và thầy làm nhanh thôi. Thầy bằng cách thầy copy qua nha các bạn. Rồi các bạn thì chưa còn là biết cái này đâu. Các bạn chưa còn biết cái này đâu nha. Rồi. Rồi bạn chó xuất phát ha, cũng đi tới điểm của bạn chó. Đây bạn chó xuất phát ở điểm này này nha. À đâu phải đâu, sorry các bạn, bạn chó không xuất phát ở điểm này. Thầy làm lại đó nha các bạn chờ thầy tí xíu. Rồi bạn chó xuất phát ở đây. Rồi ok, như vậy là thầy đã viết chương trình xong cho bạn chó và bạn ta dơi rồi nha. Ủa Minh Triết vào ba lô gì vậy Minh Triết? Rồi. Rồi bây giờ với bạn chó ha, bạn bạn Bảo Sơn xem cho kỹ, thầy sẽ chụp hình thầy gửi lên nhóm Zalo rồi Bảo Sơn xem lại nha. Bảo Sơn ha, cố gắng nha con. À bạn chó là phím M nha các bạn, bạn chó là phím M ha, bạn chơi hai tay hai súng ha. Một bên dơ bên chó hoặc là rủ thêm một người để chơi nha em. Rồi đây là bạn chó khi bấm phím M nha các bạn. Rồi thầy chụp đoạn chương trình của bạn chó lại ha. Rồi đây nha các bạn ơi. À, bạn Minh ơi, con mới vô thì là chắc là con xem lại video nhưng con, tại vì bây giờ là chỉ còn có mấy phút nữa là thầy trò mình phải nghỉ rồi, phải nhường lớp lại cho người khác rồi.
cho nên là thầy không thể chỉ lại từ đầu được nha con Minh ơi. Còn bạn Bảo Sơn tạm dừng chỗ nào, bạn Bảo Sơn thầy vẫn đang đâu có chạy gì đâu ha. Rồi thầy đang làm cho bạn chó nha các bạn ha. Và cảm ơn Hoàng Tuấn nha. À, các bạn thấy đó là mình đã có được đó là bạn chơi và chương trình cho bạn chơi và bạn chó rồi ha. Bây giờ mình cùng đua thử nha. Đầu tiên là bạn thầy cho bạn chơi với bạn chó. Rồi cảm ơn Sam ơi, con gửi link riêng con gửi link riêng cho thầy nha, chứ rồi vô Zalo cho thầy nha con, chứ con Sam ơi, con Minh Bảo ơi, chứ gửi link trên đây một xíu thầy thoát mất, thầy không để ý kịp nha con. Rồi. Rồi bây giờ các bạn cùng thấy nè, đầu tiên bạn mèo trọng tài ở giữa ha, bạn chơi với bạn chó đang đi lông bông đâu đó nha. Rồi thầy chạy chương trình ha. Thầy bắt đầu chạy chương trình khi thầy bấm nút lá cờ xanh một cái là các bạn thấy dơi và chó về điểm xuất phát này ha. Thầy bấm lá cờ xanh phát là hai bạn này xuất phát liền ha. Và bạn mèo nói nha. Rồi xuất phát là bắt đầu hai bạn dơi này, chó này chạy này đó. Ok. Rồi xuất phát lại ha. Stop, xuất phát lại. Rồi. Đó các bạn thấy chưa? Chương trình của mình tới đây tạm ổn rồi ha. Là bắt đầu tạm được rồi. Rồi đó. Rồi đó các bạn có ok nha các bạn. Đó là chương trình của mình rồi nha. Rồi bây giờ thầy lại làm tiếp ha. Bây giờ hai bạn chơi bạn chó đua rồi thì mình phải phân biệt được, đúng không các bạn? Phân biệt được bạn nào thắng nữa đúng không các bạn? Cho nên là bây giờ các bạn lại làm tiếp cho thầy ha. Các bạn bấm vô bạn chơi nha. Bây giờ bạn chơi. Bây giờ nếu bạn chơi mà tới trước bạn chó thì sao? Bạn chó sẽ phải ngừng lại, không có chạy tiếp được và bạn chơi chiến thắng đúng không? Còn ngược lại bạn chó tới trước cái bạch đỏ trước thì là bạn chó chiến thắng và bạn chơi sẽ ngừng lại ha. Rồi mình chơi quy luật như vậy nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái gì? Các bạn sẽ là lại học thêm tiếp một cái cảm biến ha. Bạn Khánh kêu con không làm được, thầy giúp con hả con? Con Khánh ơi, thầy xin lỗi nha, chắc là ngày mai đây con chat lại Zalo với thầy, con nói mẹ các bạn Zalo với thầy rồi thầy hướng dẫn cho con chút xíu được không? Nhưng Khánh ơi, hoặc là con xem YouTube lại giúp thầy nha. Ha, chứ bây giờ thầy không thể giúp riêng con được nha bạn Khánh Nguyễn ơi. Thầy không giúp được riêng được, tại vì lớp mình đông mà giờ cũng sắp hết rồi, cho nên thầy giúp riêng con không được nha con ơi. Rồi con thông cảm cho thầy nha. Rồi thầy đi tiếp đây ha. Các bạn thấy là gì? Khi nhận được xuất phát thì bấm phím dế là bạn chơi là đã chạy tới rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ kiểm tra nếu bạn chơi mà đụng vô vạch đỏ ha, thì bạn chơi sẽ chiến thắng ha. Bạn chơi đụng vô vạch đỏ trước, bạn chơi sẽ chiến thắng trước. Thì các bạn lại bấm vô cho thầy, các bạn kéo cho thầy cái khối lệnh này. Các bạn vô trong cảm biến nha, các bạn bấm vô trong cảm biến nha. Rồi, các bạn bấm vô trong cảm biến, rồi các bạn chờ kéo cho thầy cái khối trên cùng ở trong cái chỗ cảm biến đó, cái khối là đang chạm vào ha. Đây, 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 các bạn bấm vô đây. Rồi, đây phòng lên. Các bạn thấy chưa, ở đây là đang chạm vào con trỏ chuột ha. Thì bây giờ các bạn chọn vô, bấm vô cái tam giác màu trắng trắng cho thầy. Các bạn chọn vô cho thầy đó là nếu chạm vào đường line, nếu chạm vào cái đường line đỏ này, đường đỏ là cái line tên nó là line nha con. Rồi. Nếu chạm vào đường line thì sao? Đó là bạn chơi sẽ thắng ha. Cho nên các bạn lại thêm cho thầy một câu lệnh gọi là nếu. Nếu mình gặp cái chuyện gì đó. Nếu đây ha. Nếu trời mưa thì mình ở nhà. Đó, mình kéo cái nếu. Các bạn kéo cái nếu, các bạn bỏ vô chỗ cái ô vuông này cho thầy. Đó ha. Rồi. Rồi, các bạn kéo cái nếu này tiếp, nếu gặp đường line này ha, cái nếu này bỏ đâu, các bạn kéo vô bỏ vô, nếu phím dế được bấm đó, các bạn bỏ vô chỗ đây. Rồi, rồi, các bạn thấy rõ chưa? Ở đây, 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 thầy dịp cái này qua đây rồi ha, thầy đưa cái này lên trên. Rồi, ha, rồi, cái nếu đang chạm vào đường line thì sao? Có nghĩa là bạn chơi thắng ha, bạn chơi thắng thì các bạn làm bằng cách nào?
đó là bạn chơi phát cho thầy một cái tin. Các bạn vô lại vô trong sự kiện ha, vô trong sự kiện, các bạn vô trong sự kiện nghe à, rồi bấm vô sự kiện, các bạn chọn lại chọn cho bạn chơi phát tin đó, cho bạn chơi phát tin này ha. À, 8 giờ kém 5 là mình phải kết thúc lớp học rồi nha con Khang Minh ơi. À, con à, bạn Khánh Nguyễn là con à, chó chạy cứ dính vào con dơi hoài. À như vậy là rồi rồi tí xíu là con chụp cái hình cái code của thơ con, cái chương trình của con lại cho thầy nha bạn Khánh. Con rồi con gửi qua Zalo cho thầy nha. Nhưng Khánh ơi rồi rồi là thầy sửa tí xíu là xong cho con thôi ha. Bây giờ con làm tiếp luôn nha Khánh. Rồi cảm ơn con. Rồi. À, bây giờ thì là các bạn thấy là bạn dơi à, khi mà chạm vào đường line là bạn dơi thắng ha. Cho nên bạn dơi sẽ phát một cái tin, và không phải là tin xuất phát nha các bạn. Các bạn bấm vào cái tam giác trắng trắng này cho thầy nha. Các bạn bấm vào tam giác trắng trắng này cho thầy, và các bạn lại làm cho thầy một cái thông báo mới. À, thông báo mới để bạn dơi truyền tin về ha. Truyền tin về cho mèo với lại là chó nắng ha. Bạn dơi truyền tin về cái gì? Bạn dơi truyền tin cho thầy đó là dơi thắng ha. Rồi truyền cái tin dơi thắng về. Rồi. Đó. Bạn dơi sẽ truyền cái tin dơi thắng về. Đó. Ok ha. Rồi bạn dơi truyền tin dơi thắng về thì để làm cái gì? Để trọng tài mèo nhận và trọng tài công bố ai là người chiến thắng. Rồi Minh Triết, cảm ơn Minh Triết xong rồi. Cảm ơn Minh Triết. Bấm vào lá cờ chỉ có con dơi chạy thôi hả con? À là do là con biết chương trình cho chó chưa được nha. Con phải biết thêm chương trình tương tự như con dơi cho con chó nha con. Rồi. Các bạn chat nhẹ nhàng với nhau thôi nha em. Rồi ok, các bạn làm được chưa các bạn? Tới đây thì các bạn làm được chưa? Thầy đang ráng chờ tí xíu ha. Các bạn phát tin dơi thắng giúp thầy nha em. À, còn chọn nhân vật khác cũng được nha con Ngô Minh ơi. Chọn nhân vật khác cũng được nha Ngô Minh ơi. Nhưng mà các con cứ biết chương trình tương tự thầy nha. Nó đến vạch đỏ và nó chạy tiếp là bởi vì mình chưa ngừng nó lại đó con ha. Bây giờ các bạn bắt đầu ha. Thôi thôi các bạn ha, bây giờ thầy bắt đầu nha. À, bây giờ bạn dơi phát tin là dơi thắng rồi đúng không? Thì bạn mèo sẽ nhận được cái tin. Nếu bạn mèo nhận được tin dơi thắng, bạn mèo sẽ làm gì? Bạn nhận được mèo, bạn mèo nhận được tin chó thắng, bạn mèo sẽ làm gì ha? Rồi bây giờ các bạn bấm vô bạn mèo cho thầy, các bạn bấm vô bạn mèo cho thầy nha. Các bạn bấm vô bạn mèo và các bạn kéo đó, các bạn thấy trong khối lệnh nhóm là sự kiện đây ha. Bạn mèo khi nhận được tin dơi thắng à, đây. À, bạn mèo nhận tin dơi thắng thì bạn mèo làm cái gì? Bạn mèo sẽ thông báo ha, bạn mèo sẽ phát ra một thông báo, bạn mèo nói thôi nha, đừng có mấy giây nha các bạn. Bạn mèo nói là gì? Rồi chúc mừng dơi đã thắng ha. Rồi bạn mèo nói là chúc mừng dơi đã thắng đó. Rồi xong rồi thì để phải ngừng bạn chó lại, ngừng toàn bộ lại đúng không các bạn?
không có bạn nào được rục rịch nữa, thì các bạn bấm vô cho thầy trong điều khiển ha. Các bạn bấm vô cho thầy trong điều khiển, các bạn xuống dưới, xuống dưới. Các bạn chọn cho thầy cái khối lệnh dừng tất cả, các bạn bỏ vô đây. À, đây rồi. Rồi, các bạn chọn cho thầy khối lệnh dừng tất cả, các bạn bỏ vô đây. Lúc này là gì? Là dơi thắng và tất cả đứng im hết. Còn bạn chó thắng chưa? Chưa nha, mình chưa biết code cho bạn chó ha. Bạn mới dơi thôi ha. Rồi. Rồi các bạn thấy bạn chó ha, bây giờ thầy chạy thử chương trình cho các bạn xem nha. Thầy chạy thử chương trình cho các bạn xem là ha. Rồi bắt đầu xuất phát ha. Bạn chơi bạn chó tập trung tại vị trí xuất phát, bạn mèo hô đếm xuất phát. Xong rồi bạn chơi với bạn chó cũng chạy ha, bạn chơi mà tới trước thì là tất cả ngừng lại hết đúng không, và bạn mèo báo dơi thắng đó. Nhưng mà nếu bạn chó xuất tới trước thì sao? Mọi người vẫn chạy bình thường. Nếu bạn chó xuất phát, mọi người vẫn chạy bình thường. Đây, bạn chó tới trước này ha. Bạn chó tới trước đó. Không có chuyện gì xảy ra hết đúng không? Các bạn bạn chơi tới trước nó mới dừng lại ha. Thì như vậy là gì? Do là thầy mới viết chương trình cho bạn chơi thôi. Thầy chưa viết chương trình cho bạn chó nha. À, các bạn... thôi các bạn nhỏ đừng có trách lung tung nữa nha, các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ đừng cãi nhau nữa ha, không sao hết nha. Rồi như vậy đó là bạn chơi thắng rồi đúng không các bạn. Bây giờ mình lại viết tương tự, các bạn viết tiếp cho thầy phần bạn chó thắng ha. Rồi thầy viết tiếp cho các bạn phần bạn chó thắng luôn nha. Và sao cái của con không có tác dụng ha con? Con kiểm tra xem chỗ bạn chơi nè. Đây, đây là phần bạn chơi ha. Bạn chơi thắng thầy. Rồi. Thầy gửi lên nhóm nha. Dơi chạm vào chẳng làm sao là con chọn trong cái khối lệnh, con chú ý trong cái khối lệnh đó là rồi bây giờ thầy bóng qua bạn dơi lại nha, các bạn chú ý nè, thầy bóng qua bạn dơi lại ha. Rồi thầy bóng qua bạn dơi lại, các bạn thấy là gì đây, các bạn chú ý nè. Bạn dơi là đang chạm vào cái đường đỏ nha, các bạn chú ý là bóng cái tam giác này cái con chạm vào cái line nha, còn đang chạm vào cái khác thì không dơi, không có thắng đâu nha con. Rồi ok chưa các bạn? Rồi con Tony Nguyễn nhớ cho con là dơi phải chạm vào cái đường line này mới thắng được nha. Rồi. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ cho qua bạn chó thắng ha. Bạn chó thắng bằng cách nào? Hoàn toàn cũng giống như bạn dơi thôi. Bây giờ các bạn bấm vô chỗ bạn chó ha. Rồi. Bạn chó bây giờ nếu chạm vào đường line đỏ này nha. Nếu chạm vào đường line đỏ đây thì mình báo bạn chó thắng. Ha, mình bấm vào chó đi ha, bấm cho bạn chó. Rồi các bạn cũng chọn cho thầy cô lệnh điều khiển nếu ha. Đây, nếu bỏ vô dưới nếu kia nha. Nếu này ha. Rồi các bạn vào cảm biến. Các bạn kiếm cho thầy cái lệnh là nếu đang chạm vào nếu chạm vào đây ha. Rồi các bạn cũng bấm vào cái màu trắng trắng đây nha. Các bạn bấm vào cái trắng trắng đây. Nếu chạm vào cái đường line ha, cái chạm vào đường line. Dừng lại tất cả là trong cái nhóm điều khiển đó con kéo dừng lại tất cả là được ha. Rồi tí xíu thầy qua bạn mèo lại thầy gái cho con ha. Rồi bây giờ là tới khi bạn chó thắng thì bạn chó tới vạch like đúng không các bạn, bạn chó sẽ phát tin ha, các bạn cũng vô sự kiện cho thầy. Rồi các bạn chọn cho bạn chó phát một cái tin. Rồi bạn chó phát tin gì? Đâu bạn chó mà phát tin dơi thắng là bạn chó thua sao?
Bạn chó phát tin là chó thắng ha. Bạn chó phát vô, các bạn bấm vô cho thầy, các bạn chọn bấm vô cái tam giác màu trắng trắng từ chỗ rơi thắng này, bấm vô tam giác màu trắng trắng này, các bạn chọn thông báo mới. Rồi các bạn gõ vô cho thầy là chó thắng đó. Rồi ok, bạn chó phát tin thì bạn mèo sẽ nhận được đúng không các bạn? À, rồi bạn chó phát tin chiến thắng ha, đó bạn chó phát tin chiến thắng thì bạn mèo cũng sẽ nhận được, cho nên các bạn bấm qua bạn mèo giúp thầy, bấm qua bên bạn mèo giúp thầy ha, bấm qua bên bạn mèo đây. Rồi à, các bạn làm gì nữa? Đây là bạn mèo khi nhận được dơi thắng thì bạn mèo chúc mừng dơi và dừng lại tất cả. Ở đây khi nãy có một bạn hỏi thầy là dừng lại làm thế nào, đó đó đó, cái dừng lại tất cả này, con nhìn cái khối lệnh của bạn mèo này nha, cái chữ dừng lại tất cả đây ha. Rồi bây giờ tiếp tục là khi bạn mèo nhận được cái tin chó thắng, à thầy kéo cái này vô nha, khi nhận được tin chó thắng thì sao, thì mình nói là chúc mừng chó, và thầy đó bạn mèo sẽ nói là chúc mừng bạn, rồi chúc mừng bạn chó đó. Rồi được chưa? Rồi xong rồi mình làm gì? Mình cũng dừng tất cả chương trình lại ha. Đó. Mình dừng lại tất cả đây nha con. Rồi khi mà dừng lại tất cả như thế này thì không có bạn nào rụt rừng nữa hết nha. Đó, ha. Không có bạn nào rụt rừng nữa hết. Rồi. Thôi tối nay thầy trò mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Các bạn làm đi, các bạn làm đi cho xong đi ha. Còn hỏi cho rồi là 8:55 là 7:55 là thầy trò mình sẽ tối nay sẽ nghỉ ha. Xong rồi sáng mai thầy sẽ giao bài tập cho các bạn và thầy giao điều kiện các bạn được trở thành là nhân vật đạt đạt giải thưởng của tuần luôn, là sáng mai thầy mới công bố nha. Rồi bây giờ các bạn chắc là không kịp thắc mắc gì rồi, các bạn vui lòng nhắn tin riêng cho thầy nha, vui lòng nhắn tin riêng cho thầy, chứ nhắn tin riêng cho trong nhóm là thầy cũng không đọc được do là nhiều tin quá. Các bạn vui lòng nhắn tin riêng cho thầy, xong rồi là cần hỏi gì thầy sẽ giải đáp, và trong sáng mai thầy gửi thử thách luôn cho các bạn nha. Rồi còn bây giờ thì thầy xin phép được chào các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học tối nay. Buổi học tối nay thầy trò mình học hơi nhanh và hơi cập rập tí, các bạn thông cảm ha. À, buổi sau thầy sẽ cho bài tập vào bài mới và sẽ dễ dàng hơn. À, Phạm Phú Tài và các bạn Roy Hen thôi chắc là thông cảm nha các bạn. Tối nay mình cũng thầy đang đợi cô Đức xem có sắp thêm được giờ không. Còn do tối nay là mình phải trả lớp học lại cho nhóm khác, cho nên là thầy trò mình cũng không trao đổi được. À, các bạn cố gắng là gì, là chat riêng với thầy nha, chat Zalo nha, mượn Zalo của bố mẹ chat riêng với thầy ha, họ cần hỏi gì thì hỏi luôn nha. Là ha, còn bây giờ thì chắc là thầy phải tạm biệt các bạn rồi, hẹn gặp lại các bạn buổi sau nha các bạn ơi. Thôi bây giờ thầy xin phép bye bye các bạn ha, hẹn gặp lại vào buổi sau, bye bye các bạn nha. Các bạn giơ tay vui lòng là chat riêng Zalo với thầy nha, nhớ nha các bạn. À, bạn Phạm Phú Tài cũng có Zalo, con có Zalo của bố mẹ Phú Tài, con mượn Zalo của bố mẹ để chat với thầy nha. Ok nha Phú Tài ơi, cố gắng nha con. Rồi cố gắng ha, chứ từ vì là thầy không có ấy được, các bạn mượn Zalo của bố mẹ chat riêng với thầy ha. Rồi cảm ơn cô Đức, cảm ơn bạn Hoàng Thư, cảm ơn bạn Tuấn đã hỗ trợ thầy nha. Rồi thầy chào các bạn, bye bye các bạn. Con chào thầy. Nhớ là con đã gửi video. Chào thầy. Con gửi video rồi ạ. Vào Zalo.